Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy hai môn đệ từ Em-mau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía tưởng là ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem mà đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng thì người hỏi: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng. Người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Mô-xê, sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bấy giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại. Phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, bài tin mừng hôm nay tôi tóm lại hai ý chính. Thứ nhất, Chúa Giêsu phục sinh trấn an nỗi sợ hãi của các tông đồ. Và sau khi Chúa đã trấn an, Chúa sai các ngài đi làm nhân chứng. Thưa anh chị em, kinh nghiệm bản thân mỗi người ai cũng có những sợ hãi, đau khổ, thất bại. Và có thể sống ảo tưởng rất rất nhiều năm. Với các tông đồ đang đứng trước cơn sợ hãi vì Chúa Giêsu sống lại, nhưng mà các ông vẫn nửa nghi nửa ngờ. Mặc dù hai môn đệ trên đường Em-mau về thuật lại đã thấy Chúa bẻ bánh, nhưng mà 11 tông đồ không tin hết. Và khi Chúa hiện ra thì các ông vẫn tưởng là ma. Đúng vậy, khi chúng ta chưa vững lòng tin thì chúng ta nhìn mọi sự đều xấu. Xấu từ trong gia đình, xấu trong vợ chồng, xấu con cái. Nhưng nếu chúng ta vững lòng tin thì chúng ta thấy mọi sự đều tốt đẹp. Như vậy là qua cái lăng kính đức tin đó, nó mới cho chúng ta thấy rằng là vui hay buồn, tốt hay xấu, thì hôm nay chính Chúa là người giải bày cho chúng ta. Thứ nhất, Chúa Giêsu sửa dạy các tông đồ bằng tư tưởng sửa dạy. Sao các con lại nghĩ xấu như vậy? Thầy đây mà, đâu phải ma. Đúng vậy, đời sống đức tin đôi khi chúng ta không nói ngọt, không vỗ về mãi được đâu. Sẽ có lúc phải nói nặng lời. Đôi khi cha mẹ phải kỷ luật nặng, con cái mới nghe. Và khi chúng ta bị mắng sửa thì có lẽ chúng ta tưởng là bề trên không tiếc nuối hoặc là bỏ chúng ta, không có cha mẹ đã bỏ con cái cả. Nhưng mà đôi khi những cái kỷ luật nặng đó mới làm chúng ta tỉnh thức được lương tâm. Vì vậy mà sự sửa dạy vẫn là điều cần thiết để nhắc nhở chúng ta biết từ bỏ cái sai, nhận ra cái đúng. Rồi điều thứ hai, Chúa Giêsu muốn chứng minh sự sống lại bằng thể lý. Đây là một mầu nhiệm lớn mà chưa từng có xảy ra trên nhân loại. Và tới ngày hôm nay cũng vậy, chưa có thấy người chết và sống lại bao giờ cả. Và giả như ông bà hay ai đó mới qua đời mà sống lại, có lẽ chúng ta cũng hoảng hồn bạt vía, sợ lắm chứ. Nhưng mà Chúa Giêsu muốn chứng minh cho các ông thấy rằng thầy đây này. Và vì vậy mà Chúa nói các con có gì ăn không. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng sự phục sinh là có gì đó thăng hoa thiêng liêng hoàn toàn là trên trời, thực sự không phải đâu. Tới ngày cuối cùng đó, thân xác chúng ta như thế nào đó,
chúng ta vẫn được sống lại, nhưng mà với một thân xác mới. Thế có người hỏi tôi, cha, vậy cái anh si đờ que kia sống lại thì làm sao? Có nhiều người hỏi tôi như vậy đấy. Hay một người bị trột mắt thì họ sống lại làm sao? Bảo thưa các con, Chúa sẽ mặc chúng ta một thân xác mới. Vậy thì những người da đen sống lại đen mãi à? Và da trắng tức là đẹp à? Cho nên cái mới, cái đẹp đối với ta thể chất này nó chỉ là tương đối thôi. Còn khi sống lại phục sinh bằng thân xác như Chúa Giê-xu. Vì vậy, thân xác chúng ta ở đời này có thể khuyết điểm, có thể giới hạn. Cái đó chỉ là tương đối ở đời này thôi. Còn sống lại, chúng ta sống bằng chính thân xác này. Cho nên khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thân xác này phải được tôn trọng. Vì chính thân xác trở về bùn đất đó, mai ngày sẽ sống lại. Vì vậy mà Chúa mới cho các tông đồ, hãy đụng, hãy chạm thầy này. Chính thân xác bị đóng đinh này, các con sau này cũng sống lại như vậy. Đây là bài học đức tin để chúng ta thấy chính đức tin mới làm chúng ta trưởng thành hay không. Ví dụ chúng ta còn nhỏ tới lớn, chúng ta sống lệ thuộc cha mẹ, lệ thuộc gia đình, lệ thuộc môi trường, chúng ta sống đạo tốt lắm. Nhưng sẽ tới lúc mỗi bản thân của chúng ta sống với Chúa làm sao, lúc đó sẽ không còn môi trường thuận lợi. Lúc đó con cái phải đi xa nhà. Hôm qua có một bà mẹ ở Tam Hà vô gặp tôi, tha thiết xin cha cầu nguyện cho thằng con nhà con đã đi du học ở Canada. Đây là thằng đầu tiên trong dòng tộc nhà con đi du học đầu tiên trong dòng tộc con ấy. Con sợ lắm, không biết sang đó nó sống đạo làm sao. Thế tôi nói với bà mẹ thế này, chị ơi đừng có lo. Nó lớn rồi, nó trải nghiệm rồi. Chắc chắn mới hơn nữa nó từng là giáo lý viên trong giáo xứ rồi. Rồi nó sẽ phải đối diện điều này. Và hơn nữa, lâu nay chị nó sống trong tầm mắt của kiểm soát của bố mẹ thì cảm thấy nó an tâm. Thì bây giờ cảm thấy nó xa nhà, nó xa nước, tận nước ngoài nữa thì chị cảm thấy lo là cũng có lý thôi. Nhưng chị phó thác cho Chúa đi. Bởi vì nó hiểu biết và nó vững giáo lý thì vứt đầu nó cũng sống. Không có người quen, trước sau nó cũng gặp được người có đạo và nó sẽ tìm được môi trường nhà thờ. Sau khi gặp xong rồi tôi mới nói là bây giờ con có tâm sự gì không? Và thưa cha, con muốn xưng tội. Và sau khi xưng tội phép lành của Chúa rồi, con cứ vững tin vào Chúa. Lúc này con phải sống đức tin của chính con. Đúng vậy, Chúa Giê-xu muốn chúng ta cọ sát, đụng chạm vào thân xác của Ngài. Có nghĩa là đức tin của chúng ta sẽ tới lúc phải chính mình sống với đức tin của mình, không nhờ ai, không mượn ai. Và chính lúc đó chúng ta phải sống với chính đức tin của mình mới là trưởng thành hay không. Và điều thứ hai, khi các tông đồ được sửa dạy, được đụng chạm, và chính cái lòng các ông cứng lòng đấy, vậy chứ các tông đồ cũng thuộc lại dạng cứng đầu đấy. Như tuần trước chúng ta thấy Tô-ma đấy, không thấy không tin. Thì hôm nay các tông đồ cũng đưa cho Chúa một miếng bánh, một cá nướng. Ví dụ như là Chúa nói, đâu bánh đâu cho thầy ăn, thì chúng ta thấy Chúa sống lại vinh quang, chẳng cần phải ăn làm gì nữa. Nhưng mà các ông vẫn cứ đưa một khúc bánh, khúc cá nướng cho thầy ăn để làm gì? Thưa, đây chính là sự chứng nhân cao giá nhất. Bởi vì sao? Chúa ăn trước mặt các ông. Như vậy là Chúa sống lại bằng thể lý thực sự. Vì vậy Chúa mới sai các tông đồ, hãy là nhân chứng. Đây là phía mỗi người chúng ta. Trước khi làm nhân chứng cho Chúa thì Chúa mở trí cho các ông hiểu về Kinh Thánh. Đây là căn bản của người Kitô hữu chúng ta. Muốn nói về Chúa hay muốn sống với Chúa thì chúng ta phải nắm vững lời Chúa. Cho nên Chúa nói rằng các luật Mô-xê, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh được ứng nghiệm chính cuộc đời của Ngài. Như vậy là chính Đức Giê-xu là ngôn sứ duy nhất mà Thánh Gioan Tông Đồ vừa nói trong thứ nhất đấy. Nếu chúng ta phạm tội, nếu chúng ta lầm lạc, thì chúng ta hãy tin có một Đức Kitô đã chết thay cho chúng ta. Cho nên một Đức Kitô trở thành của lễ là trung gian duy nhất cho chúng ta được ơn cứu độ. Vì vậy Đức Kitô hôm qua, hôm nay, mãi mãi vẫn là một. Đây chính là căn bản đức tin của người Công giáo và cũng là tiêu chuẩn cho người làm chứng cho Chúa. Bởi vì sao? Nếu một người tông đồ mà không nắm vững điều này sẽ rao giảng một Đức Kitô khác.
nguy cơ là nghĩ sao nói vậy và mình được ơn thế nào, mình nói như thế. Nhiều khi do lòng sốt sắng kiêu ngạo nữa. Cho nên bài đọc 1 chúng ta thấy sách Tông đồ Công vụ, khi các tông đồ hiểu đúng được lời Chúa và đúng được mệnh lệnh sai đi, lúc này các ông mới can đảm bước ra khỏi con người của mình, ra khỏi sợ hãi để rồi làm chứng, mặc dù bị roi đòn, bị đánh đập và tự đạo. Vậy thì mỗi người chúng ta đã sống đức tin này làm sao? Chắc chắn chúng ta vẫn còn yếu đuối, còn vấp té, vẫn còn sợ hãi nhiều. Nhưng chúng ta phải làm chứng cho Chúa, không phải bằng lời nói, bằng cuộc sống của mình. Để kết thúc bài chia sẻ này, tôi xin lược lại một chút câu chuyện của nhân chứng. Đôi khi ngày nay rất rất nhiều những thông tin về nhân chứng của Chúa. Có nhiều những phe, những nhóm và có nhiều thông điệp giao giảng về Chúa trên mạng. Thì chúng ta phải nắm vững được lời Chúa hôm nay. Đâu là Chúa thật, đâu là Đức Kitô. Như vụ nhà Đức Chúa Cha trên Bảo Lộc chẳng hạn. Đó là cái vụ đau lòng của xã hội. Vì đây là chuyện công khai, cho nên tôi muốn lược lại những điều căn bản để chúng ta cùng nắm vững căn bản để sống đạo như thế nào. Trước nhất, cha Tạ Duy Tuyền đã nói trên mạng thế này. Cái chị Thương đó, chị nhận mình là sứ mạng tiếng nói của Chúa Cha. Như vậy là chị đã tự nhận mình là ngôn sứ của Chúa Cha, không nói gì Đức Kitô. Sai từ chỗ này. Mà Thánh Gioan vừa nói chúng ta, Đức Kitô là của lễ, là trung gian, là tiếng nói duy nhất của Chúa Cha. Mà bây giờ chị gạt Đức Giê-xu ra một bên, chị nhận mình là ngôn sứ của Chúa Cha. Đó là sai thứ nhất. Sai thứ hai là bài đọc Thánh Gioan nói tiếp rằng là nhân chứng thì phải biết tuân theo điều răn của người, và nếu không đi trong điều răn của người là kẻ nói dối, và sự thật không có ở nơi người đó. Vậy thì nếu nhà Đức Chúa Cha là nơi trừ quỷ đó mà là không hiệp nhất với giáo hội, không có sự vâng lời với tòa thánh, thì đó là sự dối trá. Vậy thì Chúa Cha mà chị Thương giao giảng đó chắc chắn không phải là Chúa Cha của Đức Kitô, là một Chúa Cha nào đó. Vì thế mà cha Tạ Duy Tỉ mới nói rằng có thể đây là một lạc giáo hoặc là một tôn giáo mới. Vì vậy người Kitô hữu chúng ta rất cẩn thận, mình là nhân chứng đã vậy mà lắng nghe những chứng từ khác nữa, để nhờ tin mừng vững vàng chúng ta hãy dựa trên hai nền tảng. Thứ nhất, vâng lời. Thứ hai, cần phải có sự hiệp thông với giáo hội. Vì Đức Kitô chỉ có một giáo hội duy nhất, đó là thân thể mầu nhiệm, là giáo hội của chúng ta. Chớ gì mỗi người chúng ta lúc trao đảo yếu đuối, hãy tin vững rằng chính lời Chúa được Chúa trao cho giáo hội, để nhờ đó lời Chúa là ánh sáng chỉ đường chúng ta bước đi một cách vững vàng trong niềm hy vọng chúng ta cũng phục sinh với Ngài khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay. Amen.